Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Công Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề trong nguy có cơ. Có lần Tào Tháo nói với Lưu Bị rằng: sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng nếu trị được loạn thế thì chẳng phải chính là may mắn trong bất hạnh hay sao? Và Lưu Bị trong nguy luôn có cơ, khủng hoảng cũng là cơ hội cho những người đi sau, những người nhỏ bé có cơ hội vươn lên để biết nắm bắt. Như các bạn biết trong chuyện Tam Quốc Chí, xuất thân Lưu Bị chẳng có gì cả. Lưu Bị và quan công Dương Phi thề thốt với nhau, cắt quyết ăn thề ở vườn đào. Và họ chẳng có quân lính, chẳng có hậu phương, chẳng có nguồn lực gì cả. Trong khi Tôn Quyền ở phương Đông, đất rộng, người đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Còn Tào Tháo mượn danh thiên tử, thờ thiên tử, làm mưa làm gió trong thiên hạ. Lưu Bị lúc đó chẳng có gì. Tuy nhiên sau đó khi cầu được Khổng Minh, Lưu Bị mượn được đất Kinh Châu của Tôn Quyền và Lưu Bị mượn rất nhiều thứ. Sau đó nhiều tướng tài đã quay về với Lưu Bị. Có nghĩa là trong mi luôn có cơ. Và Warren Buffett nói rằng: hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Các bạn hãy nhớ, trong khủng hoảng luôn luôn có cơ hội cho người biết làm ăn. Và khi mà thấy mọi người đổ xô để kinh doanh thì cái người thông minh họ biết rút ra khỏi cái nguy cơ này đó. Và có một câu nói: mua khi trầm lắng, bán khi sôi động. Đó các bạn nhớ, khi trầm lắng mọi người họ bán đổ bán tháo, hoặc thị trường yên tĩnh thì họ bắt đầu mua, và khi thị trường sôi động thì họ sẽ bán sản phẩm của họ. Và trong thời gian vừa qua các bạn thấy bất động sản có những lúc nó trầm lắng, có những lúc sôi động, nhưng cái người tinh ý, cái người tinh đời, cái người kinh doanh giỏi họ mới khai thác những cơ hội này. Và câu nói kế tiếp: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Như trước đây tôi kể các bạn một câu chuyện về Tái Ông Thất Mã. Một ông lão ở miền biên giới, ông có một con ngựa quý và các doanh nhân thương gia trả hàng ngàn lượng vàng nhưng ông không bán. Thì một hôm con ngựa đùng một cái nó mất đi. Thế là chồng xóm đến chia buồn cùng ông. Và ông mỉm cười, ông nói rằng chuyện này không biết có nên buồn hay không. Rồi một thời gian sau đó, con thiên lý mã của ông lại dẫn về một bầy thiên lý mã khác. Thế là chồng xóm lại chúc mừng ông. Và trong lần này ông cũng nói rằng không biết chuyện này có nên vui hay không. Và kể từ có bầy thiên lý mã đó, người con trai ông hãy cởi con ngựa này đến cởi con ngựa khác. Một hôm vì bất cẩn bị té gãy chân. Và chẳng bao lâu sau đó chiến tranh biên giới xảy ra. Tất cả những chàng trai trong làng đều phải đi lính. Người còn duy nhất ở nhà là con trai của ông. Và sau đó qua một trận chiến tranh ác liệt, tất cả những chàng trai ra đi không về nữa. Người duy nhất sống sót nghĩa là còn con trai của ông. Thì qua câu chuyện này có gì có nghĩa gì các bạn? Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Khi ông có con ngựa quý thì đó là phúc, nhưng nó lại mất đi đó là họa. Nhưng mà khi mất đi nó vậy là dẫn về nguyên một bầy ngựa quý khác lại gọi là phúc. Nhưng mà trong một bầy thiên lý mã về thì nó lại tìm bằng cái họa là con ông bị té gãy giò. Nhưng con cái họa té cái giò nó lại có phúc là con ông không bị đi bắt lính. Và cuối cùng con ông được sống sót trong khi những chàng trai khác đều chết hết. Đó các bạn. Hoặc là cái vụ Minh Rùi trong trà Dr. Thanh. Đó. Nó xảy ra cuối cùng Minh Rùi phải cuối cùng là cái người mà đề nghị ông Dr. Thanh phải bồi thường thì phải vào tù. Và sau đó thì Dr. Thanh cũng lại bắt đầu đối diện với vòng lao lý. Hoặc như Lincoln, hết một chuỗi dài thời trẻ của ông Tổng thống Mỹ Lincoln là thời trẻ là một chuỗi dài thất bại liên tục. Thất bại liên tục và liên tục đó. Hoặc là ông chủ gà gán KFC Đại tá Sơn Đê khởi nghiệp khi 65 tuổi. Và hiện nay ông, và lúc đó ông chào hàng đến 1001 lần cửa hàng và sau đó ông được chấp nhận. Và hiện nay gà gán KFC là một loại sản phẩm nổi tiếng khắp thế giới. Đó các bạn. Thì các bạn hãy lưu ý, hãy lưu ý nhớ rằng trong nguy cơ, trong nguy có cơ luôn luôn là trong khó khăn khủng hoảng luôn luôn có cơ hội. Và trong cơ hội luôn luôn nó có tiềm ẩn những cái tai họa, các bạn hãy nhớ lưu ý. Và hãy nhớ cho dù mình sinh ra trong nghèo khó thì đó lại là cái phúc của mình. Và sinh ra trong giàu có khi đó lại cả là một cái họa. Và là những người mở mắt ra đã ngậm thìa vàng, chưa chắc cuộc đời họ lại suôn sẻ, các bạn hãy nhớ. Và những cảnh tượng ngồi mát, ăn bát vàng, việc nhẹ, lương cao, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời,
Đó là những từ khóa các bạn hãy cần lưu ý trong trên cuộc đời này. Kiếm để kiếm tiền, để mưu sinh, để thành công, để thành đạt, các bạn phải chiến đấu vô cùng. Các bạn phải không có áp lực thì không có kim cương. Thì trên đây là một cái chủ đề trong nguy có cơ, hoặc là trong phúc có quả, trong quả có phúc, tôi xin phân tích và vừa áp dụng cho đời sống và trong kinh doanh. Nếu bạn thấy video clip này hay và giá trị, hãy like, comment và đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.